Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với chuyện ma Nhường kể. Thì bạn nào á mà có những cái câu chuyện ma, những cái câu chuyện tâm linh muốn cho mình kể lại để mọi người cùng lắng nghe nè, thì có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại hoặc là Zalo mình để trên màn hình đó nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua tới cái tập 106. Cái câu chuyện hôm nay á, nó nói về gia đình của cái bạn này. Thì khi mà gia đình của bạn này nè, cha mẹ của bạn á, mua cái căn nhà mới, mua một mảnh đất mới, thì cũng nghe người ta là nói mảnh đất là có ma quỷ ở đó lâu dữ lắm rồi. Nhưng mà cha mẹ của bạn lúc này là theo đạo Thiên Chúa, không có tin mấy bạn. Nghĩ là mình vô đó rồi thì chắc là mình đọc kinh cầu nguyện rồi siêu thoát cho người ta thì chắc không sao đâu. Bởi vì cái chữ không sao đó, cái chữ chắc không sao đó, mà nhà bạn xảy ra rất là nhiều chuyện luôn. Từ bệnh hoạn, bệnh tật, bị nhát ma, nhát quỷ cho đó là công việc làm ăn thất bát. Thì thật hư ra sao á, mời mấy bạn cùng lắng nghe qua cái tập chuyện hôm nay nha. Thì bạn này ở Đồng Nai, thì câu chuyện này do bản thân của bạn và những cái người ở trong xóm của bạn á đã trải qua luôn mấy bạn. Thì do á là trong nhà ba mẹ bạn á thì có một cái vong, mà cái vong này nó quậy quá, nó đi vòng vòng trong xóm của bạn á, nó phá người ta luôn. Cho nên á nha, là trong xóm của bạn á ai cũng biết cái chuyện này hết. Thì bạn kể nha, hiện tại bây giờ thì ba mẹ của bạn cũng đã bán cái ngôi nhà này cho một cái người khác rồi. Trước đây á, khi mà đi xem nhà để mà mua nha, khi mà đến đây nè thì nhà nó nằm trong một cái con hẻm. Do á, là nằm ở cuối hẻm, mà nhà thì nó nằm ở trên một cái miếng đất cũng khá là lớn, cho nên ba mẹ rất là thích luôn. Mà ba mẹ của bạn á thì là theo đạo tôn giáo á, mà nguyên con hẻm này là toàn là người theo đạo công giáo hết luôn. Thành ra là ba mẹ cũng rất là thích. Nhưng mà khi mà tới đây xem nè, thì ba mẹ lại nghe người ta đồn rằng á nha, là trong nhà này nè có ma. Mà ma dữ lắm, ở đây lâu dữ lắm rồi. Cho nên ba mẹ lúc đó cũng lo lắng dữ lắm, mà cũng nghĩ á nha, trong khi chủ nhà cũ người ta cũng đang ở, mà mình á là mình đạo Thiên Chúa nữa, mình mua về nhiều khi á nha là mình đọc kinh, mình cầu nguyện cho người ta này nọ, thì người ta sẽ không có quấy phá mình đâu. Ba mẹ nghĩ như vậy đó nha, nghĩ đơn giản vậy lắm. Thành ra là ba mẹ đã quyết định mua cái căn nhà này lại. Xong xuôi nha, là bắt đầu giấy tờ, tiền bạc thì cũng xong xuôi hết. Chủ nhà cũ người ta đó cũng bắt đầu dọn đi. Thì khi mà cái chủ nhà cũ người ta dọn đi á, thì ba mẹ thấy rằng cái ngôi nhà này nó cũ quá đi. Mặc dù á đất là rộng, nhưng mà nhà thay nó cũng nhỏ. Cho nên ba mẹ mới quyết định rằng là sẽ đập cái ngôi nhà cũ đi, mà xây dựng lại một cái ngôi nhà mới nó khác, để mà cho nó khang trang hơn, nó rộng rãi hơn. Thì cái lúc đó ba mẹ nha mới xây dựng lại. Thì cho tới khi á mà xây dựng xong xuôi hết trơn thì gia đình mới dọn vô ở. Mà cái lúc đó thì bạn cũng chưa có vô nữa, cỡ 1-2 tuần sau á thì bạn mới dọn vô. Tại vì lúc đó bạn cũng có chồng rồi, bạn ở bên nhà chồng của mình. Nhưng mà do cái lúc đó là nhà chồng của bạn á thì cũng đang xây dựng nhà luôn, mà bạn lại có con nhỏ, thành ra là đợi nhà mình xây dựng xong xuôi hết mới ẵm con về ở ké ba mẹ của bạn. Đợi nhà chồng của bạn xây xong á thì bạn mới dọn qua bển lại. Thì cái lúc mà về bên đây nè nha, do là ở bên đây hồi trước á, bạn cũng có nghe nói là người ta đồn trong nhà này nè có ma. Rồi khi mà về đây á thì cái thằng em trai của bạn, nó thì nó đang trong cái độ tuổi nào mới lớn đó, mà nó lầm lì, nó ít nói vậy lắm. Tự nhiên nó nói với bạn á nha, em không có muốn ở cái nhà này. Thì lúc đó bạn nghe vậy, bạn cũng mới la nha, trời đất ơi, nhà mới xây khang trang, ba mẹ mới cắt lợi nữa, sạch sẽ vậy, rộng rãi nữa, mà mắc gì á mà mày không muốn ở. Mày không muốn ở rồi mày ở đâu? Thì em trai mới nói á nha, nhà này nè có ma. Em trai nói một cái câu nha, mà bạn hỏi thêm á thì nó không nói gì trơn, nó chỉ nói vậy thôi. Xong rồi bạn mới suy nghĩ, tại vì trong xóm người ta cũng đồn nhiều, cho nên bạn mới tính đó nha, là đi vòng vòng ở trong xóm làm quen với hàng xóm, rồi cũng hỏi thăm chuyện với người ta. Thì cái người đầu tiên mà bạn hỏi đó nha, đó là một cái thằng tên là người ta gọi là bé Bin á. Nó thì cũng bằng tuổi em của bạn. Cái lúc mà em bạn về đây thì tụi nó cũng chơi chung với nhau, cũng thân thiết vậy lắm. Thì cho nên á là bạn mới hỏi đó trước, ê Bin, mày ở đây lâu nè, bộ em ở đây lâu rồi nè, mà chị mới về đây à, bộ nghe nói là nhà chị hồi xưa có ma hả Bin, em có biết cái chuyện gì không, kể cho chị nghe coi. Thì khi mà nghe bạn hỏi như vậy đó nha, thằng Bin nó cũng suy nghĩ một hồi, nó mới kể cách đây tầm năm mấy trước đó nha. Thì cái hôm đó cũng buổi tối, nhà ngoại của thằng Bin á, chứ nhà thằng Bin á thì nó ở phía trong, nhà ngoại của nó lúc đó là đánh bài. Thì cái lúc đó nó cũng đi ra ngủ cái thằng Ti ở ngoài đầu hẻm này nè, vô nhà nó chơi.
mà khi mà nó đi ngang qua cái nhà mà của bạn mới mua đó nha, cái lúc này là nhà cũ nha, phía trước thì nó có một cái xích đu. Thì bạn nói nha, là cái xích đu mà khi nhà bạn mua xong xây dựng lại thì vẫn để cái xích đu này ở trước cửa nhà nha, tới giờ vẫn còn chứ không phải là bỏ đi. Thì cái lúc mà nó đi ngang thì nó cũng thấy bình thường, nhà chủ nhà người ta đóng cửa lại rồi, nó đi ngang thì nó cũng thấy bình thường. Nó lên nó ngủ thần ti, thì hai anh em mới vòng vô đi về. Thì trong cái lúc mà hai anh em vòng vô á nha, cái lúc mà đi gần tới cái nhà này nè, thì tự nhiên nó liếc nó thấy á nha, là có một cái người đàn bà. Mà cái bà này á, bà ngồi ở trên cái xích đu đó, mà bà ngồi kiểu như là ngồi bà ôm gói lại vậy nè, mà đầu tóc nó bù xù nhìn thấy ghê dữ lắm kìa. Mà cái xích đu này á nha, mà là nó bằng sắt, mà bà ngồi bó gói mà nó cứ đưa dù vậy đó nha, nó đưa dù dữ dằn lắm kìa. Mà mấy bà nghĩ coi, ngồi bình thường mình á, mình ngồi xích đu á, mình đung đưa cái chân xuống đất rồi mình mới đưa được, thì nó mới đung qua đu lại. Tại vì cái xích đu thì nó cũng bằng sắt đó, nó cũng nặng mà. Rồi đằng này bà này nè, bà ngồi trên xích đu mà bà ôm cái chân bà bó gói mà cái xích đu nó lại đưa dù vậy đó. Trời, lúc này thằng Bin nó thấy nha, thằng Ti lúc này nó mới khiều Bin, à, tao nói cái này mày nghe nè, mày đừng có la ra nha, mày đừng có la nha Bin. Nó nói nhỏ nha, thì xù á. Chừng nào tao kêu á, hai anh em mình chạy, mày nhớ đừng có la nha. Là thằng Ti nó tính rằng á nha, là khi mà tới ngay chỗ mà cái mí nhà đó, thì nó hú một cái là anh em giọt ngang chạy qua liền. Thì nó tính vậy đó nha. Nhưng mà khi mà vừa nói xong nha, thì đàn Bin nó quay xong nó mới nhìn, nó thấy cái bà đó, nó thấy cái bà đó nhìn thì ghê quá trời à, đầu tóc thì bù xù, nó nôi à. Trời ơi, xong rồi nó sợ quá, nó mới la làng lên. Thì khi mà thằng Bin nó la làng lên á, thằng Ti lúc này cũng sợ, cũng la làng theo. Hai thằng la xong hết trơn, bỏ chạy về nhà. Thì chạy vô tới nhà ngoại của thằng Bin, thì mấy người lớn trong nhà mới hỏi, hai đứa bay làm gì ban đêm ban hôm mà la xong vậy, trời đất ơi tối rồi làm gì la xong vậy. Hai thằng mới miếng máu mới kể lại rằng là cái lúc mà đi ngang qua cái nhà cũ của bạn này nè, thì mới thấy bà đó ngồi trên xích đu rồi bó gói vậy đó, vậy đó. Trời, lúc đó mọi người lớn mới biết rồi nha, thì cho nên cũng không có la nữa, nín thinh nè, thôi vô đây chơi đi, đừng có để ý nữa. Thì khi mà kể tới đó nha, tự nhiên thằng Biên nó miếng máu nó khóc, nó mới nói với bạn đó nha, thôi em sợ quá, em không kể đâu. Xong rồi nó bỏ nó chạy về nhà nó luôn. Thì khi mà cái bạn này nè nghe tới đó thì cũng lo lắng rồi, mà nghe được có một khúc đầu à, có chưa có nghe được khúc giữa khúc cuối gì hết, thành ra cũng tức. Trời ơi, đang tò mò đang nghe hay mà tiện kể nửa chừng mà nghe phân nửa không kể nữa, tức dữ lắm. Bạn này mới tức quá, trời đất ơi, mới kể có khúc đầu mà tự nhiên vậy, rồi không biết chuyện gì xảy ra hết trơn, chưa có hỏi được thông tin gì hết trơn, chưa có đáng sợ gì hết trơn. Xong rồi bạn mới quyết định hỏi cái thằng Kỳ. Thằng Kỳ á là cái thằng ở đối diện nhà của bạn này luôn, cũng cỡ tuổi em của mày luôn, nói chung ba thằng cũng chơi thân với nhau chơi chung đó. Bạn mới hỏi anh Kỳ, ê Kỳ, cho chị hỏi cái ai, bộ nghe nói nhà của chị có ma hả, mày ở đối diện nhà tao nè, mày ở đây lâu nữa, mày kể chị nghe coi. Thì thằng Kỳ nó mới ủi mặt nó xuống nha, kiểu như là nó không muốn kể nha, nó cũng sợ. Nhưng mà cái bạn này hỏi hoài, xong rồi nó mới ngước mặt lên nó nói, thiệt thấy ghê lắm chị, em kể chị nghe cái chuyện này nè, thấy ghê dữ lắm. Mà cái chuyện này nè, em làm cho, mà cái chuyện này nè, nguyên xóm ai cũng biết hết trơn á. Sao, mày kể tao nghe coi. Bạn này cũng nôn nha. Thằng Kỳ nó mới kể nha, là mẹ của nó thì có chơi chung với lại một cái gì đó tên là Quỳnh. Dì Quỳnh này á, là cái người miền Tây nha. Thì cái dì Quỳnh với mẹ của thằng Kỳ này á, rất là thích số đề, hay chơi số đề vậy lắm. Còn có thêm mấy cái cô khác ở trong xóm nữa, cũng rất là hay chơi số đề. Thì do là hồi xưa á, cái nhà cũ là nhà cũ của bạn này nè, tuy rằng á nha là cái miếng đất nó lớn dữ lắm, mà người ta xây cái nhà nhỏ xíu ngắn ngủn à, cho nên á là có nguyên một cái miếng đất dài phía sau luôn. Thì mẹ thằng Kỳ với mấy người này mới biết á nha, là bên đất á nè có vong. Thành ra là cái hôm đó mấy bà mới quyết định rằng á nha, là sẽ mua nhang đèn giấy tờ vàng mã rồi đó, rồi nửa đêm canh mọi người ngủ hết mới lẻn ra phía sau nhà của cái miếng đất này nè, để mà cầu cơ sinh số. Thì cái đêm hôm đó là bắt đầu mấy người này nè mới ngồi dậy, mới thức dậy đó. Mà thằng Kỳ nó kể nha, là cái dì Quỳnh đó, cái bà này á thì bà rất là nhẹ bóng vía, rất là yếu bóng vía luôn. Quê bà thì ở dưới miền Tây nữa, mà hồi xưa á là bà cũng hay bị vong nhập vong nhát dữ lắm. Thì lúc đó mấy người này nè mới đi ra ngoài sau đó để mà cúng cầu cơ nha. Thì khi mà cúng thì cúng nguyên một bó nhang lớn vậy nè, bắt đầu cúng nha. Tự nhiên dì Quỳnh bà bị vong nhập, mà từ khi cái vong nhập vô nha, trời ơi, bà la quá trời bà la luôn.
Bà la tới nỗi á nha, mà nguyên cái xóm đó ai cũng vậy hết trơn luôn. Ai người ta đang ngủ vậy đó, tự nhiên la quá trời la, la sùm trời đất hết trơn. Ai cũng hết hồn, cũng tỉnh dậy hết, chạy ra coi coi là có cái chuyện gì. Thì bắt đầu chạy lại cái miếng đất đó đó. Thì mọi người đứng vòng vòng rất là đông luôn, người ta đứng người ta tò mò đó. Thì thấy cái dì Quỳnh này nè, đang gào thét, đang la lối quá trời luôn. Thì lúc đó bà dòm nha, mà cái mặt bà dữ đó, bà trợn lên bà dữ lắm. Bà thấy mọi người đang đứng xung quanh đó nha, rất là đông luôn, bà mới tức, bà mới điên lên. Tụi bay nhìn cái gì? Hả? Tụi bay nhìn cái gì? Mà mọi người đứng vòng tròn, bà đứng trước giữa nha. Bắt đầu á, bà mới la lên, tụi bay nhìn gì? Mà bà vừa nói, bà gằn giọng, bà làm như ghê chứ lắm kìa. Giống như là đuổi mọi người đi về vậy đó. Xong rồi, bà gượt với người chơi cầu cơ chung đó, bà gượt mẹ thằng Kỳ. Mà mẹ thằng Kỳ tao nói chạy tới ngoài chợ luôn, mà bà vẫn còn gượt nha. Thì khi mà tới ngoài chợ rồi thì bà mới vòng về, bà không gượt nữa. Thì lúc đó mọi người cũng bắt đầu đứng coi đông vậy đó, ai cũng sợ hết trơn á. Cái người nào mà sợ quá thì đi vô nhà, ai tò mò thì cũng gình coi. Thì khi mà bà về lại ngay cái chỗ cầu cơ đó nha, thì nguyên một cái bó nhang lớn luôn đang cháy mà. Thì nhang nó cũng đang cháy hì hì vậy đó nha. Thì bắt đầu nha, với sự chứng kiến của tất cả mọi cái người ở trong xóm luôn, mà bà chụp nguyên cái bó nhang này nè, bà gom hết nguyên nó nha, bà đưa lên miệng bà nhai gom vậy đó. Mà nhang thì đang cháy luôn nha, chứ không phải là nhang tắt nhang tàn gì hết, nhang đang cháy luôn. Bà ôm nguyên nắm, bà nhai cà rộ cho họng bà vậy đó. Trời ơi, lúc này mọi người dưới sự chứng kiến của mọi người sợ kinh khủng luôn, rất là kinh dị. Khi mà ăn xong nguyên cái đống nhang á nha, là dì Quỳnh bà ngã cái bà xỉu, là cái lúc đó vong sức rồi đó nha. Thì mọi người mới lôi bà vô nhà để mà cho bà nghỉ ngơi. Thì sáng hôm sau khi mà bà tỉnh dậy nha, là bà không biết một cái gì hết. Mà miệng của bà nha, là thằng Kỳ nó kể lại á, là xung quanh miệng của dì Quỳnh đó nha, là ta nói ở trong miệng của dì Quỳnh luôn, là nó phỏng hết trơn luôn. Và đương nhiên rồi, nguyên một bó nhang đang cháy mà thọt vô vậy đó, chưa có tàn gì hết mà thọt bỏ vô họng ăn như vậy, tất nhiên là phỏng rồi. Lúc này dì Quỳnh nha, là miệng mồm và xung quanh phỏng hết trơn luôn, không ăn uống gì được hết. Trời, lúc này bạn này nghe tới đó nha, cũng sợ vậy lắm. Tại vì ngay nhà mình mà, ngay đất nhà mình đó mà. Rồi thằng Kỳ đã nói á nha, là cái vong bên nhà chị á, dữ lắm, hay nhát mấy cái đứa trong xóm vậy lắm. Nhất á, là con bé Thi nè, cháu nội của bà ba, ở sát bên nhà bà này luôn, là hay nhát con bé Thi dữ lắm, cho kẹo con bé Thi ăn, sợ dữ lắm kìa. Con Thi á, nó khóc quá trời khóc. Cái chị này nghe như vậy đó nha, sợ quá trời. Tại vì chị cũng là con nhỏ nữa, mới con tụi mấy 2 tuổi à. Xong rồi, cái lúc này nè, mẹ thằng Kỳ mới đi ra. Mẹ thằng Kỳ nghe nó kể vậy đó nha, thì mẹ nó cũng bước ra. Thì bạn này nè mới hỏi, thiệt vậy không cô? Thì mẹ thằng Kỳ mới nói nha, thiệt con, ở bên nhà con á là có 2 vong lận, chứ không phải 1 vong đâu. 1 vong đàn ông, 1 vong đàn bà ở phía sau đất á. Mà thôi con đừng có lo, không có sao đâu, cứ ở bình thường đi đừng có lo. 2 cái vong này nè cũng linh dữ lắm, nhưng mà không có sao đâu, người ta không có chọc phá gì đâu, ở bình thường đi. Thì khi mà bạn này nghe những cái chuyện như vậy đó thì ghê quá, cho nên bạn cũng về, trong bụng thì lo lắng dữ lắm. Bạn về bạn kể lại cho ba, cho mẹ, cho chị của mình nghe. Thì khi mà mọi người nghe xong á nha, ba mẹ đã biết á, là nhà có vong rồi. Nhưng mà ba mẹ nói á nha, thôi không, chắc không có gì đâu. Tại vì nhà mình vô ở bữa giờ á, thì cũng đâu có chuyện gì, cũng bình thường hà. Nhà mình á, thì cũng theo đạo nữa, mình cũng đọc kinh cầu nguyện cho người ta thì chắc không sao đâu. Thôi con đừng có lo lắng, đừng có nghe ai nói gì hết trơn á, chuyện nó qua rồi. Xong rồi bạn này cũng yên tâm nha, nghe ba mẹ khuyên thì cũng yên tâm. Thì khoảng một tuần sau đó là không có đi hỏi nữa, bạn cũng ở trong nhà bình thường. Nhưng mà con cái á, là con của bạn á, hồi cái lúc mà nó ở bên nhà chồng á nha thì không sao, nhưng mà khi qua bên cái nhà bên đây nè, thì nó lại có một cái tật là tối nó không ngủ, nó thức nguyên một đêm vậy đó. Nó cũng không khóc gì hết nha, nó cứ nằm nó chơi hoặc là nó ngồi nó chơi bình thường vậy đó nha, nó không ngủ. Cho tới tầm khoảng 6 giờ mấy sáng á, thì nó mới bắt đầu ngủ. Nó ngủ tới trưa tới chiều vậy á, nó mới dậy. Mà coi như á nha, là làm cỡ nào, dụ dỗ còn sao, mà nó cũng dậy hết, nó không chịu ngủ. Gia đình lúc này cũng lo dữ lắm. Ba mẹ mới thấy như vậy, mới kêu đi khám thử còn sao. Thì bạn cũng đưa con đi là bác sĩ khám. Thì bác sĩ cũng nói là do nó gối loạn giấc ngủ thôi, giờ tập lại. Thí dụ như ban ngày nó ngủ á, thì cho nó ngủ, nhưng mà bắt nó chơi, đừng có cho nó ngủ nhiều quá. Rồi ban đêm nó mệt quá hay nó tự khắc nó ngủ à. Thì bác sĩ thì nói vậy thôi. Nhưng mà về bạn này cũng làm nha, nhưng mà cũng không được. Nó giận cứ như vậy, tới tối nó cũng thức hoài vậy đó. Nó mở mắt vào nó chơi vậy hoài vậy đó, nó không ngủ. Cho tới tầm khoảng 6 giờ mấy sáng đó, thì
nó cũng bình thường. À, tới sáng thì nó ngủ mà nó không bệnh gì hết nha. Nó bình thường, nó không khóc gì hết. Thì tới một cái hôm đó thì nguyên đêm đó nó cũng không ngủ. Hai mẹ con nằm trước phòng khách á. Gia đình á thì ai cũng ngủ hết trơn, chỉ còn hai mẹ con nằm trước phòng khách thôi. Thì khi mà tới tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ sáng nha, tự nhiên bạn cảm thấy rất là lạnh luôn. Bạn nói nha, lúc đó là nó đang chơi. Do là thức cũng quen rồi, cũng nạp dọc điện thoại vậy đó. Thì tự nhiên cái lúc đó lạnh dữ lắm, lạnh tanh luôn. Ốc cục mà nó giỡn lên hết trơn vậy đó nha. Mà tự nhiên nó phát ra nó lạnh vậy đó nha. Nó lạnh từ xuống lưng nó lạnh lên, chứ không phải là tự nhiên cái không khí nó lạnh bên ngoài, đang bình thường tự nhiên lạnh tanh vậy đó. Cái lúc đó nha, bạn mới ẵm con của bạn đi vô trong phòng. Thì ba mẹ lúc này nè cũng làm một cái phòng nhỏ nhỏ để cho bạn với con bạn. Thì xong rồi bạn mới ẵm con bạn vô trong phòng để nó nằm ở trên giường nha. Thì cũng nằm đó một hồi sau, thì tầm khoảng 6 giờ mấy nha, thì nó bắt đầu nó ngủ. Thì lúc mà nó ngủ rồi á, thì bạn này cũng còn chưa ngủ đâu. Tại vì vô phòng á thì cũng không còn lạnh nhiều nữa. Bạn cũng nằm bạn dọc điện thoại vậy đó. Tới tầm khoảng 8 giờ thì bạn mới buồn ngủ, bạn buông điện thoại xuống. Thì khi mà bạn ngủ á nha, đang ngủ một hồi, thì tự nhiên con của bạn á nó mới ọ ẹ. Lúc này là bạn đang nằm, bạn nằm mơ đó nha. Lúc này bạn đang nằm mơ. Là bạn nói nha, trong cái giấc mơ đó nha, là bạn này thấy nó ọ ẹ. Con á thì nằm ở trong, bạn này nằm ở ngoài. Ở phía ngoài thì nó có một cái tủ. Thì cái tủ này kiểu như là để nước uống, bình sữa này nọ, đồ lặt vặt đó. Để nhiều khi mà tối nó đòi bú, nó đòi uống đó, thì có bình sữa đưa nó liền. Thì khi mà bạn đang ngủ nha, thì tự nhiên con bạn nó ọ ẹ bên đây. Nó ọ ẹ thì bạn mới giơ cái tay qua cái tủ này, để mà tính rằng lấy cái bình sữa. Là có một cái bàn tay nó chụp nắm cái tay của bạn. Mà cái bàn tay này nha, nó không có bự, mà nó cũng không phải là trung trung, mà cái bàn tay này nó nhỏ vậy đó. Nó nhỏ như là cái bàn tay của con bạn vậy đó. Tầm một tuổi mấy, hai tuổi vậy đó. Nó xíu à. Thì cái lúc này nè, bạn mới nghĩ rằng, ủa, con của mình nó nằm ở trong đây nè, mà ở ngoài đây thì có cái tủ nữa, con mình đâu có bò ra đây được. Vậy cái bàn tay này của ai mà nhỏ xíu vậy trời, sao mà nó chụp tay mình. Bạn này thấy như vậy mới mở mắt ra. Thì lúc này cũng đang mơ nha, bạn mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra nha, bạn dòm thì bạn thấy á nha, đó là một cái bàn tay. Mà cái bàn tay không phải là tay người, mà là kiểu như là cái tay mà xương không á. Xương không à. Mà nó dài ngoằng luôn, nó nhỏ xíu, nhìn thấy ghê dữ lắm kìa. Đang nắm chặt cái tay của bạn lại vậy đó. Mà bạn nhìn, bạn nói á nha, nhìn ghê dữ lắm kìa. Lúc đó thì sáng rồi, bạn nhìn bạn thấy á nha, là trời đất ơi, nó dính mà máu nó lê lết bê bết ở trên đó vậy đó. Trời, lúc này sợ quá trời, bạn nhắm mắt lại. Bạn mới cố gắng bạn giật cái tay mình lại. Thì khi mà bạn giật lại nha, bạn nghe bực vậy đó. Cái nó buông ra. Nó buông ra một hồi sao nha, tự nhiên bạn nghe một cái dù một cái. Thì khi bạn nghe cái dù một cái nha, bạn nói ủa cái gì trời. Thì bạn mới giật mình, bạn thức dậy. Thì bạn thấy nha, là cái lúc này bạn cũng đang nằm ở trên giường mà nằm ngửa. Thì bạn thấy có một cái người đàn bà đang nằm ở trên người của bạn á, mà nằm sấp nha. Kiểu như cái bà này á, nằm mặt đối mặt với bạn luôn. À, cách tầm khoảng 3-4 gang tay vậy thôi. Là bà nằm ở trên đó nha, bà nằm không không ở trên nha, bạn thì nằm ở dưới. Bà đang nhìn bạn. Trời đất ơi, lúc này nha, sợ cực kỳ, tá quả tâm tình hết trơn luôn. Tại vì một cái ác mộng đó với bạn. Bạn nói nha, là cái sợi dừa dạ, bà nói nha, là cái sợi dừa dạ, mấy bạn biết rồi, cái sợi dừa mà nó dạ, cái mặt của bà y như là cái sợi dừa mà nó già vậy đó. Nó nâu mất à, nó sần sùi mà nó ghê dữ lắm kìa. Mà cái mặt bà nó dài ngoằng hà, không phải là cái mặt bình thường như thì bình thường đâu. Nó y như là cái sọ dừa mà nó già vậy đó. Hai con mắt nó nhỏ xíu như hai cái hột tiêu vậy đó. Mà cái miệng nó rộng rịch tới mang tai. Đầu tóc thì bù xù hết trơn. Mặc trên người một cái bộ đồ màu trắng. Bả nằm lưng lửng treo giữa hư không vậy đó. Rồi cái mặt của bả nha, thì nó có máu nữa. Nhưng mà máu không phải là nhiễu nhọt giọt, mà máu kiểu là máu động mà nó như cục huyết mà nó đóng lại vậy đó. Nó động trên mặt bả cục vậy đó. Mà bả nói lúc đó nó tanh, nó hôi vô cùng. Bạn nghe cái mùi tanh mùi hôi nha, nó cực kỳ khó chịu luôn. Cái lúc đó sợ quá trời rồi, bạn biết là gặp ma rồi, mới nhắm mắt lại. À, kiểu như là lại Chúa Giêsu này nọ đó, tụng kinh đó, đọc kinh đó nha, bên đạo của bạn á. Thì bạn đọc kinh một hồi nha, bạn mới nghe nha. Cái lúc này vẫn còn nhắm mắt, thì bạn mới nghe một cái giọng cười ghê lắm kìa. Tao không có sợ đâu, đọc kinh tao không có sợ đâu, mà cười ha 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 lên, mà nói vậy đó nha. Bạn này nghe như vậy mới không có đọc nữa, bạn này ngưng lại. Bạn lúc nè, bạn mới nhẩm ở trong đầu á, bà ơi bà muốn cái gì, bà đừng có nhát con sợ dữ lắm bà ơi, bà đừng có nhát con, bà muốn cái gì,
thì cái bà này nè, bạn này cũng đang nhắm mắt nha, bạn mới nghe bà trả lời. Mặc dù á là bạn không có nói chuyện ra, bạn chỉ nhẩm nhẩm ở trong đầu thôi, nhưng mà bà vẫn biết, như đọc được suy nghĩ vậy đó. Bà mới trả lời vậy nè, bà mới cười. Tao á, nhà mày á có nhà, tao cũng muốn có nhà. Nhà mày á phải làm một căn nhà cho tao. Nhà mày á phải làm nhà lại cho tao, làm cái miếu cho tao. Mà cười hố 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 là vậy đó nha. Trời, lúc này nè, bạn nghe tới cái lúc đó đó thì bạn mới nói: bà ơi, bà cũng nghĩ trong đầu nha, bà cũng nghĩ trong đầu, nhẩm nhẩm trong đầu á, là bà ấy, bà không được, không có lập miếu được. Nhà con á là đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa á, làm sao mà nhà con lập miếu cho bà được? Với lại nhà con không có thờ bà được, đâu có chỗ nào mà thờ bà đâu. Xong rồi nha, bà mới nhất quyết: không được, không được, nhà của mày á là phải làm nhà cho tao, làm nhà cho tao, lập cái miếu cho tao. Tao muốn cái nhà của tao màu xanh, nhà của tao á là phải sơn màu xanh, ở trên á là phải hai cái, ở trên á là có hai cái đèn màu đỏ cho tao. Còn nếu mà không làm nha, nếu mày không làm cho tao á, là một á nha, là mẹ mày sẽ chết, hai á là thằng Mập sẽ chết. Thằng Mập là em của bạn này. Mày phải làm nhà, mày nói với mẹ mày cúng cho tao, mày nói với mẹ mày á là cúng cho tao, cúng cho tao á tao mới nhận được. Ba mày cúng là tao nhận không có được, là cái ông ăn sao ổng ăn hết trơn rồi, tao không ăn được gì hết trơn á. Nở tới cái khúc đó nha, là bạn mới giật mình thức dậy. Trời ơi, mới biết đó nha, là mình trải qua một cái cơn ác mộng rất là kinh dị luôn. Thì cái lúc đó người bạn rung hết trơn, mà đổ mồ hôi nhẽo nhão hết trơn nha, nó thiệt là lạnh vậy đó. Lạnh thiệt là lạnh, nhưng mà mồ hôi hả đổ, nó đổ lợp đợp vậy đó. Cái lúc đó cái người của bạn nó luôn cầm cầm cập vậy đó nha. Trời, lúc này sợ quá trời sợ. Bạn mới giật mình nhìn qua con của bạn á, thì nó cũng đang ngủ. Bạn mới chạy ra, có mẹ của bạn ở nhà, có chị gái của bạn ở nhà luôn. Mà bạn không dám nói với mẹ, tại vì bình thường nói với mẹ thì mẹ hay bắt ra không à, hay bạn ra không à. Bạn mới kêu chị bạn. Rồi xong rồi, bạn cũng kể lại là mới nãy em thấy vậy đó. Hai người cũng nói chuyện gù gì với nhau, hai chị em đó. Thì cái lúc đó mẹ của bạn mới nghe. Mẹ bạn mới hỏi á nha, hai đứa mày nói cái gì vậy? Nói cho mẹ nghe với coi. Cái chuyện gì cho mẹ nghe chứ? Làm gì á mà nói gù gì? Nhà có ba mẹ con à, mà tụi bay nói hì hì là sao? Thì cái lúc đó bạn cũng kể lại cho mẹ của bạn nghe, là thấy như vậy đó nha. Bà cũng nói vậy, bà đòi vậy đó. Thì bạn không ngờ rằng là bình thường khi mà nói về những cái câu chuyện ma nha, là mẹ của bạn hay bắt ra vậy lắm. Không phải là mẹ không tin, nhưng là do mẹ của bạn là nghĩ rằng á nha, cái gì đâu, không có chuyện gì hết á, kiểu vậy. Nhưng mà lần này bạn kể xong thì mẹ bạn lại tin nha. Thì cái lúc đó mẹ bạn cũng nói rằng á, mẹ tin con, tại vì hôm qua là mẹ cũng đi coi thầy. Không phải là đi coi thầy bói nha, mẹ đi coi một cái ông thầy phong thủy á. Tại vì nhà mới mà, mẹ muốn đi coi coi là coi đặt để đồ đồn sao để mà làm ăn được thuận lợi sức khỏe rồi đó. Thành ra là mẹ đến chỗ cái ông thầy phong thủy đó coi. Thì ông thầy ổng coi xong ổng mới nói nha, là nhà của cô á thì năm nay có tang. Mẹ lúc này mới hết hồn, thầy nói làm sao? Nhà cô á thì năm nay có tang, một á là cô, hai á là con trai của cô. Mà con trai á nha là chỉ có em của bạn này thôi. Thì nghe ông thầy nói vậy xong nha, mẹ bạn lo trong bụng chứ đó. Mà về thì đâu có dám nói cho ai nghe. Thì bây giờ bạn lại kể cái câu chuyện như vậy, cũng trùng hợp á là bà nói á là nếu mà không làm cái nhà cho bà, thì khi mà ba về nha là bắt đầu bàn với nhau. Thì nói thôi, dẫu gì á nha, nhà của mình là đạo Công giáo thiệt, nhưng mà bây giờ nhà của mình có vong như vậy đó thì cũng không có được. Cho nên thôi, người ta muốn như vậy á thì mình làm, mình chiều theo ý người ta đi, để cho cuộc sống nó được thuận lợi. Thì cái lúc đó cả nhà lo lắng dữ lắm nha. Thì ba của bạn cũng nói thôi, ừ vậy thôi làm cho bả đi, chiều ý bả đi, để mất công là trong nhà có chuyện nữa. Thì trong cái ngày hôm đó nha, tức tốc là ngay cái ngày hôm đó luôn, nhà cũng chuẩn bị đi ra hết, mua cái miếu. Rồi xong ba của bạn á cũng sơn lại cái màu xanh, thì cũng mua những cái bát nhang nè, nói chung mua đầy đủ đồ hết trơn vậy đó. Xong rồi khoan ở sau nhà, để cái miếu ở phía sau nhà đó. Xong rồi nha, là ngay cái ngày hôm đó luôn, là ba mẹ cũng có lên một cái ngôi chùa để mà hỏi ý của ông sư thầy á, coi coi là có nên làm như vậy hay không. Thì khi mà ông sư thầy nghe xong á nha, thì sư thầy cũng mới nói thôi. Sư bấm tay sư thấy á nha, là ngay cái chỗ nhà của thí chủ á, là trước đây nè, nó là một cái pháp trường. Mà cái bà đó đó, là trong cái đất là có hai vong, nhưng mà cái bà đó đó
kiểu như là bà ở lâu dữ lắm rồi, bà thành quỷ dữ lắm rồi, bà giữ hết ông kia nhiều dữ lắm. Mà bà này nè, hồi xưa nha, là bà là Giao Liên hay là Du Kích gì đó, là thì sư mới nói á nha, bà mà hồi đó á, là bà bị tay á nha, là xử tử bà, thắt cổ bà. Bà chết á, mà ngay chỗ cái mảnh đất mà gia đình bạn này mới mua nhà luôn. Rồi bà cũng ở đó tới bây giờ luôn. Cho nên á, là bây giờ bà rất là dữ. Sư thầy mới nói nha, bây giờ bà muốn vậy á, thì cứ làm vậy cho bà. Rồi mỗi ngày á, nếu như mình ăn cái gì đó, mình ăn cái món gì không cần cao sang gì hết trơn á, mình đồ mình ăn cái gì thì mình cũng bới một chén cơm mình để dĩa đồ ăn, để vô trong cái miếu của bà cho bà ăn. Rồi á, cũng cầu nguyện để mà cho bà mau được siêu thoát. Thì khi ba mẹ nghe xong á nha, ba mẹ cũng về. Thì cái ngày hôm đó là cũng ngay ngày mùng 1 âm lịch. Thành ra là ba mẹ muốn rằng là sẽ để qua cái ngày mùng 2 âm lịch á, là cái ngày cô hồn đó, để mà cúng kiến cho bà luôn. Thì buổi trưa cái ngày mùng 2 là gia đình đã chuẩn bị xong hết trơn rồi. Bắt đầu là ba, mẹ với chị nha, mới cắm cúi làm những cái món ăn để mà cúng cho bà. Thì chiều hôm đó đó là sẽ đem cái bàn thờ đó lên cho bà. Thì khi mà làm cho gần tới chiều nha, thì tự nhiên mẹ của bà mới sực nhớ ra là 3 giờ mấy đó, tầm 3 giờ mấy đó, là tính 5 giờ mới cúng cho bà. Nhưng mà cái lúc 3 giờ mấy chiều thôi, tự nhiên mẹ bà mới sực nhớ ra là mẹ có một cái người cháu. Cái người này thì đi Mỹ. Cho nên đó nha, là cái người này mới kêu là sao không thấy gì qua để mà đưa con đi Mỹ, kiểu như đưa tiễn mà đi đó. Mẹ của bạn lúc này mới lính quýnh quên mất tiêu, hôm nay cháu của mình nó đi Mỹ mà, mình phải ra mình tiễn nó. Thì thành ra mẹ mới nói với ba nha, thôi chút xíu nữa là làm xong anh cúng giùm em nha. Thì ba cũng mới nói thôi em đi đi, cũng là cháu mà, không lẽ bây giờ nó đi mà mình không tiễn thì cũng kỳ. Ba cũng nói em đi đi, hồi anh cúng cho. Lúc bạn nghe vậy bạn cũng tức dữ lắm, tại vì bà đã dặn trong cái giấc mơ nha, mẹ của mày là phải cúng cho tao thì tao mới nhận được, ba mày cúng là tao nhận không có được. Thì lúc đó bạn này cũng tức dữ lắm. Nhưng mà mẹ của bạn dẫn vô tắm rửa rồi bắt đầu make up trang điểm. Xong rồi mẹ mới lấy cái máy sấy tính rằng là sấy tóc nha, cắm điện vô. Thì đang sấy tự nhiên nó xẹt xẹt xẹt, tia lửa điện đồ nó mới xẹt lên tùm lum hết trơn. Xong rồi điện tắt hết trơn luôn. Ba của bạn mới lật đật chạy ra cầu giao chính rồi kiểm tra thì thấy nó hư điện rồi. Thì kiểm tra xong xuôi hết nha. Thì xong rồi cũng kêu thợ lại sửa điện. Thì khi mà thợ lại sửa xong xuôi hết trơn rồi á, thì lúc đó là bao giờ mà có thể cái người của mình mà mình xé mà nó đứt ngang được hết trơn á. Mình chỉ có thể là lấy cái kéo cắt ra thì nó mới đứt ngang được thôi, chứ không bao giờ mình cầm mình giật mà không bao giờ nó đứt được. Thì gia đình coi thấy á nha, là nguyên một cái cọng dây điện máy sấy nè mà nó đứt ngang y như là lấy kéo cắt vậy đó. Nó đứt ngang luôn, một cách bén ngót ngọt xớt luôn vậy đó. Thì gia đình mới biết là bà làm rồi. Ý là bà không có muốn cho mẹ bạn đi, mà mẹ bạn phải ở nhà để cúng cho bà. Thì thành ra nha, mẹ của bạn mới nói rằng thôi tôi biết rồi, để tôi ở nhà tôi cúng cho bà, để tôi ở nhà tôi cúng cho bà. Thì tới tầm 5 giờ mấy nha, là gia đình bắt đầu làm bàn thờ lên, đưa đồ cúng đồ lên. Xong rồi á, thì cũng van vái xin lỗi bà. Rồi cũng bắt đầu đốt quần áo, giấy tiền vàng mà là bạn thấy rất là bình thường. Bạn thấy bạn đang nằm ở trong phòng của bạn, nhưng mà bạn không có đóng cái cửa nha. Thì cái nhà của ba mẹ bạn xây á, thì từ ở đằng trước phòng khách mà đi một cái đường, có một cái đường dài một là ra tới đằng sau luôn. Thì bạn đang nằm ở trong phòng của mình, bạn nhìn ra, bạn thấy có một cái người đàn bà. Mà cái người này á nha, cái tướng tá, cái người rất là đẩy đà luôn. Đầu tóc á thì dày tóc mà dài qua tới ngang vai chút xíu luôn. Mà cái đuôi á còn uốn uốn loạn nhẹ nữa nha, mà tóc nhiều dữ lắm, tóc dày dữ lắm. Cái gương mặt có bình thường trang điểm được đẹp dữ lắm. Mà bà mặc trên người một cái áo đầm màu đỏ, bông bi màu trắng. Mà cái áo đầm này nha, nó dài tới cái gót chân luôn, nó còn le nhẹ chữ A. Mà bà đi mà bà ẹo nha, bà ẹo cả ẹo vậy đó. Bạn nói y như người mẫu mà người ta đi trình diễn thời trang vậy đó, đi cả ẹo vậy đó nha. Bà mới đi ngang qua phòng của bạn này, bà mới kêu Ê, mày thấy không? Mày thấy tao mặc cái đầm này đẹp không? Đẹp không? Nè tao ẹo cho mày coi nè, tao ẹo cho mày coi nè. Bà nói vậy đó nha. Mà bà vừa nói bà vừa ẹo vậy đó nha. Mà cái gương mặt của bà thì bình thường nha, không có dữ dằn vậy chứ. Thì cái lúc đó là bà đi ra phòng khách. Bà mới đi ngang bạn, bà kêu bạn. Xong rồi bà mới đi ra phòng khách luôn. Bà mới ngồi vậy, bạn đi theo bà. Thì trong cái giấc mơ bạn thấy á nha, là bạn đi theo bà, là bà đi, bà ẹo qua, bà ẹo lại. Nói chung đi cái tướng đủng điệu dữ lắm. Bà đi vòng vào phòng khách, xong rồi bà đi ra đằng sau bếp. Xong rồi bà lại vòng đi ra đằng sau bếp.
bà mới vòng lên phòng khách. Bà mới mặc một cái bộ áo đầm màu tím, giống như bà đi gà sao bà thay đồ bà đi lên tiếp. Ê nè, trời đồ đẹp không? Mày thấy đồ đẹp không? Tao đi tao ẹo nè, tao ẹo, tao dẹo cho mày coi nè. Mày thấy tao ẹo không? Mày thấy tao đẹp không? Mà cái giọng bà thì ghê lắm nha, thè thé vậy đó. Lúc đó bạn này nhìn, bạn thấy cái báo cũng bình thường à, mà bạn đi bắn ẹo vậy đó, như là người mẫu mà đi mà cách quốc thời trang vậy đó nha. Xong rồi, một hồi sau bà cứ đi vòng qua vòng lại vậy đó nha, đi tới luôn. Mà mỗi lần đi gần sao bà đi lên là bà thay bộ đồ, mà tầm khoảng một chục chiến một chục bộ đồ vậy đó. Mà bộ đồ á thì kiểu dáng y chang nhau à, mà chỉ có màu sắc khác nhau, bông hoa khác nhau. Bộ thì màu đỏ, bộ màu tím, bộ màu trắng, bộ màu hồng, đủ màu hết trơn rồi đó nha, chỉ khác nhau cái màu thôi. Thì các bạn này mới giật mình thức dậy. Thì khi bạn giật mình nha, bạn nói trời ơi mình nằm mơ nữa hả trời. Xong rồi bạn mới đi ra, bạn kể cho ba mẹ của bạn nghe. Thì khi ba mẹ bạn nghe xong á nha, ba mẹ mới nói vậy là bà nhận đồ rồi. Là tại vì mẹ của bạn á thì đạo có công giáo mà, cho nên từ nào giờ á là có bao giờ biết mua đồ cúng kiến hay là mua hàng mã gì đâu. Thành ra là người ta bán, người ta đưa cái gì á là mẹ thấy cái đó, là mẹ nhớ rằng á nha, là có rất là nhiều quần áo, nhiều cái áo đầm vậy đó. Tại vì nghe nói á là đàn bà thì người bán mới đưa nhiều đồ đầm vậy đó, mà đủ màu hết trơn vậy đó. Thì mẹ mới nghĩ á nha, vậy là bà nhận được rồi, chắc không sao rồi. Thì cứ tưởng là bình thường an tâm rồi. Thì khi mà xong xuôi hết trơn rồi nha, là gia đình là nghĩ là im rồi đó, bà không có quậy phá nhát nhúa gì nữa rồi đó. Thì mẹ của bạn á mới đi qua bên nhà của bà ba. Bà ba thì sát bên nhà đó. Là bà ba này á là bà nội của con bé Thi đó, là hay bị nhát đó. Là mẹ của bạn mới qua nhà của bà ba, mới kể lại cho bà ba nghe. Nói rằng á nha, bà ba ơi trời ơi, bữa giờ á nhà con á là cũng có chuyện vậy đó. Thì bà ba cũng biết rồi, mình thì đạo Thiên Chúa mà, tự nhiên bây giờ mình đã lập một cái miếu vậy đó ở phía sau nhà của mình, con thấy cũng sao đâu á, thấy nó cũng khó xử quá trời à. Nhưng mà không lập á thì không có được. Mẹ cũng tâm sự với bà ba nghe nha. Bà ba mới nói trời ơi, cái con nhỏ đó nó dân mùng cho tao ngủ hoài chứ gì, nó qua đây á nó quậy hoài à. Xong rồi mẹ mới nghe vậy, mẹ mới nói nha, sao bà ba kể con nghe đi. Thì bà ba mới kể. Bà ba nói rằng á, trời ơi nó hả, nó quậy dữ lắm. Nhiều khi nó qua bên nhà của tao nha, nó vô phòng của con Giàu nè, Giàu là con trai của bà ba. Nó đi vô phòng của con Giàu á, trong phòng á thì có một cái võng, nó vô ở đóng cửa cái gầm. Xong rồi nó cũng bật máy cassette lên, mở nhạc bolero nghe. Nó leo bên võng mà đâu có thấy, thấy cái võng nằm tự đưa qua đưa lại dù vậy đó, mà đâu có thấy là ai. Bà ba mới nghe sùm, mới mở cửa dòm vô. Thì thấy rằng á nha, cái võng đưa qua đưa lại mà không thấy ai trên đó hết trơn á. Chỉ là cái giọng không à, mà đưa qua đưa lại dù vậy đó nha. Mở nhạc thiệt là lớn để mà nghe. Bà ba mới biết rồi, cho nên bà ba mới đóng cửa lại, không có đứng đó nữa, đi ra đằng trước. Ông bà mới vô, ông nói ủa thằng Giàu nó về hả, giờ này sao nó đi làm mà nó về sớm quá vậy bà, nó về làm gì mà nó mở nhạc sùm vậy, la đi. Thì bà mới nhỏ bên kia nó qua đó. Là ông bà không biết liền, ông bà không biết liền nha. Thì bà ba mới kể thêm á là bà ba cũng có một đứa con. Thằng này là con trai, tên là Hùng đi, mình gọi là Hùng đi nha. Cái anh này á, bình thường là hay đi bẫy chim đồ là đi ban ngày không à. Mà cái anh Hùng này nè, ảnh lại đi bẫy chim mà ảnh đi ban đêm. Thì có một lần đó là ảnh đang bẫy chim vậy đó nha, tự nhiên ảnh nghe cái tiếng cười hả 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 vậy đó. Xong rồi ảnh dòm lên, anh thấy một cái người đàn bà, cái chân á thì cao hỏng mặt đất, mà bay lửng lửng qua lợi vậy đó nha, có cái cánh màu đen nữa. Anh dòm anh Hùng, anh cười, mà cười mà nhe hai cái răng dài ra vậy đó nha. Lúc mà anh Hùng anh sợ vậy đó, té ngã xuống xỉu. Cho tới khi á mà người nhà tìm thấy, hàng xóm tìm thấy á, đem về. Thì mấy ngày sau á thì mới kể lại, sợ tới nỗi vậy đó, là con thấy vậy vậy đó. Thì từ khi kể xong nha, là sau cái chuyện đó kiểu như là không có bình thường, khùng khùng điên điên vậy đó, kiểu như là ba hồn chín vía của anh bay hết trơn, mấy hồn mới vía rồi, cho nên anh không có bình thường nữa. Rồi bà ba còn kể thêm là cháu nội là con bé Thi đó đó, là con bé nha, nó lâu lâu là nó hay cầm mấy cái viên kẹo lạ lạ. Thì con dâu của bà mới hỏi, mới hỏi rằng á là sao, là kẹo ở đâu ra mà con có vậy Thi, kẹo ở đâu mà con có vậy, ai cho con vậy. Thì nó mới nói nha, là có bà cho con, bà nựng con, xong rồi bà cho kẹo con nữa. Thì mẹ nó mới la, mẹ nó nói nha, trời ơi mai mốt á là đồ của người lạ là con không có được nhận nghe không. Thì con bé Thi này nè, nó mới khóc, nó khóc quá trời luôn. Ngay cái bữa mà mẹ nó la nó khóc đó, là cái bữa đó nha, là cái cô này cổ ngủ, trong cái giấc ngủ á thì cổ thấy cái bà này,
nói rằng á nha, ê mày, tao thấy con mày nó dễ thương, con mày nó đáng yêu, thấy cưng quá trời à, cho nên á là tao nựng nó, tao cho kẹo nó, mắc gì mà mày la nó, mày chửi nó cho nó khóc vậy mày. Bà này bà chửi nha, bà chửi quá trời luôn. Xong rồi là cái cô con dâu của bà ba cũng rất là sợ, giận con mình á là không có cho lấy kẹo. Thì cứ mỗi lần mà con bé Thi này nè, nó được bà cho kẹo á là nó khóc sùm, nó sợ nó khóc sùm vậy đó. Bà ba mới kể lại những cái câu chuyện. Bà ba còn nói á nha, nhiều khi á là mùng của tao á là nó qua bên nhà tao, nó văng lên, nó văng xong mà tao biết rồi tao chung vô tao ngủ thôi, mà nhiều lần vậy lắm. Bà kể cho mẹ nghe, thì mẹ mới kể lại cho gia đình của bạn nghe. Thì gia đình của bạn lúc này nè cũng tự tin vậy lắm, tại vì nghĩ rằng á là cúng kiến rồi, mỗi ngày cũng ăn cơm rồi cũng cúng kiến cho bà, ăn trưa ăn chiều gì cũng đem ra một chén cơm cho bà, một dĩa đồ ăn để mà cúng cho bà, tưởng là ok xong xuôi hết trơn rồi. Mặc dù là đạo Thiên Chúa thì người ta đâu có cúng như vậy, mà gia đình á là cũng đã nhượng bộ, đã chọn như vậy, nhưng mà bà vẫn không tha nha. Thì bạn là có một cái người chị họ, trong khoảng thời gian sau á nha, là cái người chị này nè là cũng mua một cái miếng đất kế bên nhà của bạn luôn, kế bên nhà bà mẹ bạn mua luôn. Thì chị họ của bạn á cũng cất một cái nhà đẹp vậy lắm, cái nhà khang trang hơn là cái nhà bên nhà của bạn, nhà to hơn, khang trang hơn. Thì cất xong là chị họ của bạn á, mình gọi là Tinh Nhi đi nha, thì bạn mới nói á là chị họ của bạn dọn về, hai vợ chồng hai đứa con nhỏ. Thì cái lúc mà dọn về á thì cũng vui vẻ dữ lắm. Bạn cũng qua bạn mới nói với chị á nha, bên nhà em á thì có ma, thấy ghê lắm chị ơi, em thấy vậy đó, cũng kể lại cho chị nghe. Mấy chị em nói chuyện với nhau đó, thì khi mà chị Nhi này nghe nha, thì chị giống như á là chị không phải là không tin có ma, chị cũng tin, nhưng mà chị lại không sợ nha. Chị nói rằng á, tao không có sợ đâu, nhà của chị á là cất khang trang đẹp đẽ vậy nè, bà không có dám qua đâu. Rồi với lại á là chị mỗi ngày nè, chị cũng đều đọc kinh cầu nguyện, rồi chị cũng đi lễ thường xuyên dữ lắm, cho nên á là chị không có sợ đâu, không có chuyện gì đâu mày ơi. Tại vì bạn nói á là bà cũng đi qua hàng xóm bà quậy vậy đó, thì chị này mới nói vậy đó nha, không sợ đâu, không sợ đâu. Bắt đầu bạn cũng đi về. Thì tầm một tuần lễ sau thôi là có một cái người bạn của cái bạn này, nó bán trà sữa, nó giao vô trong nhà của chị Nhi á, thì nó mới hỏi bạn á nha, ê mày, bộ bà Nhi á, bà muốn giúp việc hả? Bà muốn giúp việc hả gì? Bà giàu quá ha, bà muốn giúp việc luôn ha. Trời ơi đâu có, bà mới cất nhà hết trơn tiền rồi, có muốn giúp việc gì đâu, nhà bà đâu có mướn ai. Thì như bạn mới nói nha, đâu có, tao vô tao giao trà sữa mấy lần á nha, là tao thấy á nha, là tao thấy cái bà đó là ngồi ngay chỗ cái cửa sau á, mà giống như là ngồi đưa cái lưng ngàn trước, mà cái mặt á thì xây vô trong. Tao thấy ngồi ngay cửa sau làm gì đó mà, tao tưởng là giúp việc. Tao thấy cái vóc dáng ở phía sau á là nhìn có vẻ già, cho nên á là con nhỏ này nó có tưởng là người giúp việc không hà. Bà nó không có đâu, mà nhìn lộn không có đâu. Bà này mới nghĩ trong bụng nha, không lẽ chết cha, bà qua tới nhà của chị mình rồi sao trời. Thì tầm 2 ngày sau nha, mẹ của bạn mới kể lại cho ba, cho chị của bạn nghe là trời ơi, con Nhi á nó bị bỏ qua bệnh bả nhát. Cái ba mới hỏi làm sao không sao. Xong rồi mẹ mới kể nha, hồi sáng này nè, nó qua nó khóc, nó khóc với em quá trời luôn. Nó nói á nha là trời ơi, nó qua bệnh á nhát nó. Cái lần bữa đó đó là buổi trưa nha, nó đang ngủ trưa ở trong phòng vậy đó. Thì khi mà đang ngủ trưa vậy đó nha, thì ngay chỗ cái cửa sổ, ở trên cái bệ cửa sổ á, là cái chị Nhi này nè có để một cái chai trà xanh không độ ở trên bệ cửa sổ đó đó. Thì đang ngủ trưa vậy đó, tự nhiên nghe cái tiếng gì lịch kịch vậy đó nha. Nó mới giật mình, nó giật mình thì nó mới mở mắt ra, thì nó thấy là cái chai trà xanh không độ không ai cầm chứ, mà tự nhiên giống như là có ai cầm nâng lên lưng lửng trên chân không vậy đó. Xong rồi mới đụng vô trong cửa sổ, kêu lập cụp, đụng vô vậy đó. Cái nó mới dòm, nó dòm nó sợ quá, trời ơi không lắm ma. Xong rồi khi mà nó vừa suy nghĩ vậy đó, cái chai trà xanh không độ bắt đầu nha, là đang ở trên mở cửa sổ vậy đó, đang nâng lên vậy nè, ra giữa phòng, đi ra giữa phòng, xong rồi mới đi lại đằng ngay cái chỗ á mà cái cửa phòng á. Cái bắt đầu đi lại đó, cái từ từ hiện ra một cái người đàn bà, lúc đầu thì mờ mờ ảo ảo nha, thì càng lúc là nó càng rõ hơn, cầm cái chai trà xanh không độ. Trời lúc này nè, khi mà nó nhìn thấy nha, nó sợ cực kỳ, cho nên á là lúc nào trên đầu nằm của nó cũng để một cái chuỗi, cái cô Nhi này nè cũng chồm lên trên cái góc đầu nằm để mà chụp lấy cái cọng chuỗi đó. Tính đó nha là cũng như là đọc kinh đồ của mình đó, hồi nãy mình nói lộn là cái sâu chuỗi của bên đạo Thiên Chúa đó, mới chụp cái câu chuỗi đó để mà kêu Chúa giúp mình đó.
Nhưng mà kêu nha, thì bà này bà mới nhào lại. Bà nói: mày đọc cái gì? Mày đọc kinh hả? Tao đâu có sợ đâu, tao đâu có sợ đâu. Bà nhào lại, bà bóp cổ cô Nhi này. Bà bóp cổ nha. Bà bóp cổ mà cô Nhi này nói là chống cự quyết liệt luôn. Đánh vô bà quá trời luôn. Mà bà chụp cái tay cô Nhi lại, bà cắn cái tay cô Nhi một cái nha, cào ngườn Nhi một cái nha, quá trời luôn. Làm cho cái dây chuỗi á, nó đứt ra, nó văng hộp cái tùm lum hết trơn luôn. Thì lúc đó nha, là cô Nhi á nha, là khi mà bị cào, bị cắn vậy đó, cô Nhi mới giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình thức dậy thì te tu hết trơn. Nhìn cái người của mình đó nha, là chày nát hết trơn vậy đó. Mặt mày cổ tay vậy ha, là chày đường đường đường, như là móng tay vào vậy đó. Mà chân tay rõ ràng là còn cái dấu găng. Nhìn qua bên á, là cái sợi dây chuỗi á, là nó bị đứt hết trơn rồi. Mấy cái hộp nó văng ra tùm lum hết trơn. Xong cái chuyện đó, là Nhi sợ dữ lắm. Qua ngày hôm sau cũng không có dám ngủ trưa luôn. Thì cái lúc mà đang làm công chuyện ở sau bếp, thì tự nhiên thấy một cái bóng trắng lướt một cái. Là Nhi nhìn vậy nè, là thấy bả xuất hiện. Mà cái mặt của bả, cô Nhi kể nha, là nó bằng tháng. Không có mắt mũi miệng gì hết trơn á. Không có mắt mũi miệng gì cho nó bằng chân xuông đột vậy nè. Bà lướt lại, bà đưa cái tay ra, tao mắc mất mày, tao mắc mất mày. Trời, con Nhi sợ quá chạy ra trước cửa nhà, ngồi đợi chồng về mới dám đi vô nhà lại. Thì qua sáng ngày hôm sau, thì cô Nhi cũng qua khóc than thở với mẹ của bạn quá trời luôn. Thì ngay cái buổi trưa hôm đó, thì cái người mẹ chồng của cô Nhi á, là mẹ chồng của chị Nhi đó đó, là mới xách một cái chai nước, là chai nước thánh nha, là xin ở trong nhà thờ vậy đó, đem vô để cho vợ chồng, con cái, hai đứa con của cô Nhi uống. Thì xong rồi bên nhà của bạn, thì cái hôm đó là cứ tưởng á, là mỗi ngày cúng kiến cho bà ăn uống sáng chiều đầy đủ hết trơn là ngon lành rồi. Nhưng mà bạn này cũng không ngờ là cái đêm đó bạn lại nằm mơ, bạn lại thấy bà nữa. Mà trong cái giấc mơ bà nhìn bạn, bà cười nham nhở chứ lắm, bà cười ha hả vậy đó nha. Bà nói là tao á sẽ bắt mẹ mày, tao bắt mẹ mày, tao sẽ bắt mẹ mày nè con. Bà cười mà bà nói vậy đó. Bà nói giật mình thức dậy. Thì cái lúc này nè, bạn giật mình thức dậy nha, là sáng rồi. Thì từ khi mà làm nhà cho bả nha, là con của bạn ngủ là bình thường nha. Đứa bé nó bình thường cho nên nó không còn thức đêm nữa, cho nên bạn cũng ngủ buổi tối bình thường. Thì cái lúc giật mình thức dậy là trời sáng rồi. Thì khi mà sáng bạn dậy nha, bạn mới nghe chị của mình á mới gọi về, mới nói cho bạn hay á là mẹ của bạn đã nhập viện rồi. Thì bạn cũng hỏi chuyện gì, kiểu như là mẹ của bạn lên huyết áp á, giống như là bị đột quỵ vậy đó, là bị bệnh rất là nặng ở trong bệnh viện luôn, là nằm ở trong bệnh viện gần cả tháng trời đó. Thì cái lúc đó là bạn tức quá trời, kiểu như là nó bức xúc đó. Xong rồi bạn mới tức quá, bạn mới đi ra cái miếu ở phía sau nhà đó, bạn mới nói á nha, sao vậy, nhà của tôi á là coi như á là cúng kiến, lập mộ lập miếu cho bà, cúng kiến mỗi ngày cơm ăn nước uống cho bà. Mặc dù là nhà tôi đạo Thiên Chúa nè, mà ngày nào cũng cúng cho bà hai cử, ăn uống cái gì cũng đem qua cúng cho bà, mà tại sao bà lại làm như vậy với nhà tôi? Tại sao bà vẫn hại nhà tôi? Sao giờ bà muốn cái gì? Bà muốn cái gì nữa? Trong khi á, bà muốn cái gì là nhà tôi đã phục vụ cho bà hết trơn rồi, bà còn muốn cái gì nữa? Thì bắt đầu á nha, là chồng của bạn thấy như vậy đó, là cũng kêu bạn là thôi, bây giờ á là nhà nội đã cất xong rồi, bây giờ kêu bạn về. Thì bạn cũng đưa con bạn đi về bên đó nha. Thì trong cái khoảng thời gian mà mẹ của bạn nằm bệnh viện á, về xong rồi á, thì là cái khoảng thời gian sau đó, tầm khoảng mấy tháng á nha, là ba mẹ của bạn á, là công việc làm ăn á thì nó ngừng trệ, không làm ăn được gì hết trơn á, thiếu nợ người ta rất là nhiều luôn, làm ăn thua lỗ không à, lúc đó không có bán được gì hết trơn á, cứ ở trong nhà đó mà không có bán được nhà, không có biết làm sao hết trơn luôn. Nhưng mà gần đây nè, và hiện tại bây giờ nha, thì ba mẹ của bạn á, nói chung là gia đình của bạn á, là đã dọn đi rồi. Bạn thì vẫn ở bên nhà chồng của mình, còn bên nhà ba mẹ của bạn đã dọn đi á, là qua cái chỗ khác ở. Nhưng mà cái nhà này nè đã bán cho một cái chị ở bên Mỹ rồi, và cái tiền bán nhà là ba mẹ của bạn đã trả nợ cho người ta hết trơn rồi, trả nợ không còn miếng nào hết trơn á, nói chung là mất luôn đó, không còn dư giả gì hết trơn. Rồi ba mẹ cũng dọn đi chỗ khác. Thì bạn mới nói nha, thì khi mà dọn đi ra chỗ khác ở rồi á, thì mọi chuyện nó cũng bình thường trở lại. Nhưng mà mình không có biết á, là cái cô mà ở bên Mỹ á, mua lại cái nhà này, thì khi mà vô ở á, thì còn có bị phá nữa hay là không. Rồi về phần bạn này á, thì cũng sinh sống bình thường trở lại chứ không có chuyện gì nữa hết. Và bây giờ á, thì mình cũng đã kể xong cái tập truyện của ngày hôm nay. Cái chuyện này thì nó xảy ra ở Định Quán, Đồng Nai mấy bạn. Thì qua cái câu chuyện này mình cũng có thể thấy á nha, là khi mà mình đi mua nhà, mua đất nè, mình nên điều tra kỹ chút xíu, đừng có ý y. Thường người mình á, thấy chỗ nào rẻ rẻ là mình hay ý y vậy lắm. Nghĩ chắc không sao đâu, cứ hở ra là chắc không sao đâu, chắc mọi chuyện bình thường. Nhưng mà người ta đã cảnh báo mình rồi mà mình không chịu nghe.
khi mình vô mình ở á, mình mới biết được những cái sự bất bình, những cái sự khó chịu và những cái câu chuyện tâm linh rùng rợn ở phía sau đó. Cho nên bạn nào mà có đi mua nhà mua cửa thì cũng nên để ý chút xíu nha. Và bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.